con, chào quý khán giả. Cà Mau là nơi có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước, rất thuận lợi để phát triển mô hình tôm rừng, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa góp phần bảo vệ rừng. Đây là mô hình nuôi tự nhiên sinh thái, không sử dụng thuốc và hóa chất, không phát sinh chi phí sản xuất. Diện tích rừng sẽ chiếm khoảng từ 50 đến 60% diện tích nuôi tôm, cũng góp phần tăng khả năng giữ đất, chống sạt lở, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Trong 7 ngày tới thì thời tiết ở Cà Mau sẽ ít ảnh hưởng đến các diện tích nuôi tôm rừng tự nhiên. Trời có nắng vào các buổi sáng và trưa với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Mưa tập trung về chiều, có ngày mưa nặng hạt kèm dông. Tuy nhiên mưa không kéo dài lâu, chỉ khoảng 2-3 tiếng là tạnh. Không riêng gì ở Cà Mau mà thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long trong 10 ngày tới cũng sẽ khá ổn định. Mưa đều đặn xuất hiện vào các buổi chiều, có thể có mưa to kèm theo cả dông sét. Sáng và trưa nắng gián đoạn, không quá nóng với mức nhiệt vừa phải, dao động từ 30 đến 33 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể trong ngày mai, không chỉ đồng bằng sông Cửu Long mà ở miền Đông Nam Bộ cũng sẽ có mưa vào buổi chiều, có thể có mưa to dồn dập trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ ở các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, buổi sáng và trưa mai trời nắng vừa phải, nhiệt độ ở các thành phố sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.